28 đã phát phóng sự phản ánh quốc lộ 28 xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Qua kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông, đoạn tuyến đường phản ánh thuộc công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn km 281 286 km 284 676 quốc lộ 28 tỉnh Đắk Nông hiện đang trong quá trình thi công theo kế hoạch bảo trì năm 2022. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông do thời gian qua Tình hình mưa bão diễn ra liên tục, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 2. Thời tiết mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm bong bật lớp cấp phối đá dăm mà nhà thầu đã thực hiện đảm bảo giao thông trong quá trình thi công. Đến nay thì nhà thầu đã triển khai thi công và thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cơ bản được êm thuận, không còn tình trạng ổ gà động nước mặt đường. Đồng thời Sở Giao thông Vận tải sẽ quán triệt chỉ đạo ban quản lý dự án các nhà thầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện công tác đảm bảo giao thông, đặc biệt là hiện nay đang trong mùa mưa không phải thi công cuốn chiếu, tránh thi công dàn trái, hạn chế động nước trên mặt đường.